Như tôi là người ta nói sự nghiệp á, thất bại có thể làm lại được, tiền tài vật chất mất đi có thể kiếm lại được, nhưng mà sức khỏe mà mất đi là không kiếm lại được. Nhưng mà hiện tại là từ khi gặp ông này là tôi thấy sức khỏe tôi nó có cải thiện tốt lên nha. Tôi thấy là tôi đã khỏe hơn rất nhiều trước khi chưa gặp ổng, nên tôi thấy rằng là nếu như gặp ông này tôi mất hết tất cả mà tôi có lại sức khỏe đi cũng là một cái xứng đáng nữa ba. Bởi vì bây giờ đối với tôi, bây giờ cái quan trọng nhất của tôi là tôi cần sức khỏe vậy thôi. Còn ai nói gì chữ gì thì mới đầu tôi cũng không chấp nhận, tôi cũng cảm thấy tiếc đó. Tôi có tiếc mà, tiếc chứ, bao nhiêu năm gầy dựng sự nghiệp tiếc chứ. Nhưng mà giờ có sức khỏe khoái không? Khoái. Chỗ có sức khỏe làm được nhiều thứ lắm. Làm được cái điều gì mà rõ nhất đó là tự take care được bản thân mình, đúng không? Chứ hồi lúc mà không có sức khỏe ngồi trên giường nhờ người này lấy giùm cái ly nước, nhờ người kia pha giùm cái chén cháo, ngồi ta nó ngồi thở lấy hơi lên, thở không nổi lên ngồi hát mà lấy hơi lên không, mà không biết hát trên sân khấu không biết chừng nào ngã xuống luôn, cứ hát trong vô giọng hải vậy đó. Rồi ngày đó Em sẽ có kéo nhớ, dài tới bao lâu, cho nên là thôi mất mất hết tất cả mà lấy lại sức khỏe cũng là một cái mất hay rồi, nên là em có tới nhớ cái hôm chấp mà nhận rồi. anh để nói nhá, em có nhớ cái hôm mà anh với em gặp nhau xong rồi quyết định đi cùng không? Anh có nói em một câu này không? Là bây giờ anh mới kể nhá. Anh mới bảo em là em với anh quen nhau, anh sẽ mang đến rất nhiều khổ đau cho em, đúng không? Thì cái lúc đấy là em chấp nhận, nhưng mà cái lúc đấy thì anh lại nghĩ cái khổ đau nó không phải là như này, mà anh nghĩ là anh sẽ đối xử tệ với em. Anh nghĩ rằng là anh sẽ kiểu như là quen em xong anh sẽ quen người khác ấy, giống như kiểu anh sẽ lăng nhăng ấy, chứ anh không nghĩ như này. Cho đến khi mà đến bây giờ ngồi đây thì anh mới thấy được rằng là thực ra thì anh không còn cái suy nghĩ đấy nữa, không còn suy nghĩ ý là quen ai hay lăng nhăng cả. Đây thật sự chứ không phải là ngồi trên này mà có người ta để mình diễn, mà anh đang chỉ muốn nói với một mình em thôi. Thì cái lúc ấy anh nghĩ rằng là anh sẽ quen em xong anh sẽ lăng nhăng, sẽ quen người khác, thì cái đấy